Xin chào các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trong video ngày hôm nay, ngày 20 tháng 3 năm 2023. Thì trong video ngày hôm nay, chúng tôi lại tiếp tục cập nhật và gửi đến các bạn những hình ảnh mới nhất về một số công trình, dự án ở khu trung tâm Sài Gòn cũng như là bên khu đô thị mới Thủ Thiêm. Thì ở bên khu đô thị mới Thủ Thiêm thì một số dự án như là Metropole Thủ Thiêm cũng như là Z12 Thủ Thiêm River. Còn dự án Lotte Ecomart City thì vẫn chưa được triển khai nha các bạn. Còn bên khu trung tâm Sài Gòn thì dự án như là The Lesset ở ngay mặt tiền đường Tôn Đức Thắng cũng như là một số dự án ở khu vực Ba Son. Thì mời các bạn cùng chúng tôi sang bên khu đô thị mới Thủ Thiêm để xem hai cái dự án Metropole Thủ Thiêm cũng như Z12 Thủ Thiêm River xem tình hình tới đâu rồi. Thì dự án Metropole Thủ Thiêm thì nằm ngay vị trí ở chân cầu Thủ Thiêm 2 ở phía bên thành phố Thủ Đức, còn Z12 thì lại nằm ở chân cầu Thủ Thiêm 1 cũng ở phía thành phố Thủ Đức. Thì phía trước các bạn là dự án Metropole Thủ Thiêm, bên trái các bạn là giai đoạn 1 và giai đoạn 2, bên phải các bạn là gồm giai đoạn 3 và giai đoạn 4. Thì giai đoạn 1 đã hoàn thiện rồi, giai đoạn 2 thì cũng đã đang chuẩn bị sắp hoàn thiện hoàn toàn rồi. Còn riêng giai đoạn 3 các bạn nhìn đây là Opera Residence thì hiện nay hầu như tạm dừng ở một số hạng mục, chỉ có đơn vị thi công bên bộ phận ốp kính BM Window vẫn đang thi công lắp đặt một số kính ở một số vị trí. Thì hiện nay giai đoạn 2 tức là Opera Residence thuộc dự án Metropole Thủ Thiêm thì cũng đang tạm ngưng ở một số hạng mục, chỉ có một số hạng mục thi công thôi các bạn. Thì trong thời gian vừa qua hầu hết các dự án ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh khá chậm, cái cường độ rất là chậm nha các bạn. Đó, hình ảnh các bạn đang xem là chúng tôi mới cập nhật ngày 20 tháng 3 năm 2023, thì tình hình cũng chưa có gì thay đổi nhiều so với trước đó 2 tuần. Còn đây là dự án cũng thuộc Metropole Thủ Thiêm, tuy nhiên đơn vị thi công, thầu thi công là Central thì đã gần như hoàn thiện rồi, gồm 3 tòa tháp. Tòa tháp này có tên là Hallmark, nằm ngay sát mặt tiền chân cầu Thiêm 2 ở phía thành phố Thủ Đức. Hiện nay đã ốp hoàn thiện cái hạng mục ốp kiến nhìn khá đẹp. Còn đây là cái tòa tháp căn hộ cao cấp có mặt tiền đường vòng cung thì cũng gần như nó hoàn thiện rồi. Như vậy là giai đoạn 2 gồm 3 tòa tháp, 2 tòa tháp văn phòng phun kiếng và 1 tòa tháp căn hộ cao cấp thì không phun, các bạn nhìn vào là biết liền. Đây là căn hộ cao cấp, hiện nay một số công nhân cũng đang hoàn thiện những số vị trí hạng mục ốp kính ở trên tầng trên cùng. Như vậy là dự án Metropole Thủ Thiêm hiện nay gồm 2 giai đoạn vẫn đang thi công. Tuy nhiên giai đoạn 3 tức là Opera Residence thì ngưng một số hạng mục và tiến độ diễn ra khá chậm chạp. Còn giai đoạn 2 các bạn nhìn đây là đơn vị thi công Central thì đang hoàn thiện nốt một số hạng mục ốp kính cũng như là nội thất bên trong. Còn bên giai đoạn 3 thì Opera Residence thì đơn vị thầu xây dựng thì lại là Hòa Bình. Đây là hình ảnh cả hai giai đoạn, bên phải các bạn là giai đoạn 2, bên trái các bạn là giai đoạn 3 Opera Residence. Thì hiện trạng tình hình bên giai đoạn 3 thì tiến độ diễn ra cũng khá chậm nha các bạn. 2 tuần nay thì không thay đổi nhiều, chỉ một số hạng mục ốp kính và đơn vị BM Window thì cũng ốp ở một số vị trí thôi các bạn.
Nói chung là thời gian qua sau Tết thì tình hình chung tất cả một số công trình dự án ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh hầu như diễn ra khá chậm, nên là chưa nói một số dự án tạm dừng. Khả năng hết năm 2023 tiến độ, khả năng tiến độ cường độ phục hồi trở lại. Đây là hình ảnh của dự án Z12 nằm ở ngay vị trí chân cầu Thủ Thiêm 1, hiện nay cũng lên khá nhanh, đang ở hoàn thiện ở tầng thứ 20-21 rồi các bạn. Gồm hai tòa tháp so le nhau, có mặt tiền vừa là đồng vòng cung và vừa là cái đường chân cầu Thủ Thiêm 1 ở phía thành phố Thủ Đức. Hiện nay nói chung là tiến độ ở bên này diễn ra cũng khá tương đối nhanh, chứ không phải là nhanh lắm nha các bạn. Lượng công nhân cũng khá nhiều. Và hiện nay vẫn đang tiếp tục đổ sàn, nâng tầng nha các bạn. Đó các bạn nhìn, đây là sàn thứ 21 rồi. Còn bên khu vực Ba Son thì theo quan sát của tôi thì hiện nay các cái tòa tháp của Masai Home thì cũng đã hầu như cũng tạm dừng rồi các bạn. Chỉ có tòa nhà LED thì đang hoàn thiện là nốt cái phần ốp kính. Còn riêng dự án tòa nhà Sun Tower thì tiến độ diễn ra cũng khá chậm các bạn. Hai tuần nay rồi, đây chúng tôi thấy cũng chưa lên được nhích được nhiều. Vậy rõ ràng là tiến độ nói chung của các dự án diễn ra cũng khá chậm. Hiện nay một số bạn cũng lâu lâu cũng có hỏi là cầu Thủ Thiêm 2, thì theo thông tin của tôi thì hiện nay cũng vẫn chưa triển khai cái hạng mục đèn mỹ thuật nha các bạn. Nếu có gì thay đổi chúng tôi cập nhật liền để các bạn nắm bắt kịp nó bắt. Ở bên phải mình các bạn là dự án của Sun Tower của An Phong thi công, tiến độ diễn ra cũng khá chậm. Nếu các bạn nhìn 2-3 tuần nay thì cũng không thay đổi nhiều. Còn dự án Grand Marina của Masai Home thì cũng như khựng lại rồi các bạn. Vì hiện nay cũng một số công nhân đang hoàn thiện cái hạng mục ốp kính của tòa nhà LED, nhìn cũng khá đẹp nha các bạn. Đấy là các bạn nhìn, đây là dự án của Sun Tower An Phong đang thi công thì tiến độ 2-3 tuần nay rồi cũng không lên được nhiều, nhưng mà lượng công nhân cũng khá ít và tôi có cảm giác như thi công cầm chừng nha các bạn, không có rầm rộ như ở bên số dự án như là Z12 và cũng như là bên Metropole Thủ Thiêm trước đó nha các bạn. Còn bây giờ Metropole Thủ Thiêm thì các bạn biết là giai đoạn 3 cũng như cũng đề cập rồi là dừng lại nhưng mà đấy, mấy tòa tháp của Masai Home hiện nay cũng như dừng lại rồi các bạn. Đây là tòa nhà LED của Masai Home hiện nay. Một số công nhân cũng vẫn còn đang hoàn thiện một số vị trí hạng mục ốp kính nha các bạn. Nhìn cũng khá đẹp. Về cơ bản thì nó cũng nhìn khá bắt mắt nha các bạn. Đó các bạn nhìn. Bên trái là của Vinhom trước đó thi công, còn bên phải là của Masai Home. Đây là một số tòa tháp cũng của Masai Home ở
tư. Chủ đầu tư thì hiện nay vẫn đang tạm ngưng, tuy nhiên vẫn còn một số công nhân thì vẫn thi công cầm chừng thôi các bạn, mà tiến độ thì không có thay đổi nhiều. Đó, hình ảnh các bạn đang xem là tòa nhà LED. Hiện nay một số ở vị trí công nhân đang thi công ốp kính, hoàn thiện nốt một số vị trí. Đây là một số tòa tháp cũng của Matterhorn, thì thời gian gần đây thì cũng không, vẫn chưa triển khai, tiếp tục triển khai vẫn tạm dừng chứ không lên tầng nhiều nhé các bạn. Đấy, các bạn nhìn hai tuần nay rồi, theo dõi của tôi thì cũng không, lượng công nhân không nhiều. Đây là tòa nhà LED nha các bạn, của Matterhorn, thì có một vài thang thi công đang chỉnh sửa một số vị trí của những vị trí kính và một số vị trí. Còn hiện nay đây là của các bạn nhìn, dự án là lớp sệt và nằm ngay mặt tiền đường Tôn Thắng và Nguyễn Siêu Nối Dài, hiện nay vẫn đang triển khai ốc kính. Và phía trước có mặt tiền đường Tôn Thắng thì chỉ cao 27 tầng thôi các bạn, và đang triển khai ốp kính ở một số tầng. Còn cái tòa phía sau, tức là cái mặt tiền đường Nguyễn Siêu Nối Dài các bạn, thì hiện nay đang lên tầng thứ 33 rồi, và đơn vị chịu trách nhiệm ốp kính là BMW. Còn cái tòa nhà phía trước mặt tiền đường Tôn Thắng thì không phải BMW chứ các bạn. Như vậy là dự án này có hai đơn vị ốp kính khác nhau, và tòa tháp phía sau đang vẫn lên tầng, và nó lên tầng thứ 33 rồi các bạn. Đây là tháp, là tòa tháp phía sau lưng có mặt tiền đường Nguyễn Siêu Nối Dài, hiện nay đang lên đến tầng thứ 33 rồi các bạn. Đơn vị ốp kính là BMW. Đấy, các bạn nhìn là ốp được một số tấm kính ở một số tầng rồi các bạn, nhìn khá đẹp. Đây là tòa tháp phía sau nhé các bạn. Thì chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi và cập nhật một số dự án. Mời các bạn tiếp tục theo dõi những video tiếp theo của chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã trong thời gian qua đã theo dõi video và ủng hộ kênh. Trong thời gian qua thì chúng tôi cũng cập nhật cái cường độ khá thưa. Thì các bạn cũng biết rằng công trình dự án hiện nay cũng khá chậm, cũng không có sự thay đổi nhiều. Đây là một tháp phía sau của dự án Blessed, mặt tiền đứng siêu nối dài nha các bạn. Đây là một tháp phía trước, đơn vị ốp kính là đơn vị khác nha các bạn, không phải BMW. Hiện nay cũng đang tiến hành ốp kính tới tầng thứ 3 rồi các bạn. Số dự án chúng tôi vừa đề cập thì có một số dự án như là khách sạn Hilton Sài Gòn thì các bạn biết là hoàn thiện khá lâu rồi và cũng chưa vào cánh thành. Thì hiện nay theo quan sát của tôi thì dự án Hilton Sài Gòn thì đã triển khai hoàn thiện cái sảnh phía trước và dưới chẹt, tầng chẹt cho các bạn đã hoàn thiện rồi, và đã mở cửa rồi, gỡ rào chắn rồi, có tròi bảo vệ, và theo quan sát tôi thì có vẻ như đang chuẩn bị đi vào hoạt động đấy các bạn. Hiện nay đã là ngày thứ hai, ngày 20 tháng 3 năm 2023 rồi, hiện nay vẫn chưa đi vào hoạt động, tuy nhiên cái sự chuẩn bị đã sẵn sàng, cái sảnh phía trước đã dọn dẹp, đã hoàn thiện rồi. Thì theo tôi nghĩ thì thời gian sắp tới Hilton Sài Gòn sẽ bắt đầu đi vào hoạt động thôi, bởi vì vừa trước cũng có cập nhật rồi. Hilton Sài Gòn là một dự án hoàn thiện cũng khá lâu, và
nhà ga là phải còn đi vào động năm 2022. Tuy nhiên do một số vấn đề về pháp lý nên dự án Hilton Sài Gòn đã phải chậm trễ trong quá trình cái thời gian để mà đi vào động. Hiện nay chúng tôi chưa biết nắm rõ là đã cái thủ tục pháp lý cũng như là mọi các cái thủ tục đã xong chưa. Nhưng tuy nhiên theo quan sát của tôi về cơ bản thì trong cái tuần vừa rồi thì một số công nhân đã gỡ rào chắn và đã hoàn thiện cái hạng mục ở dưới sảnh, dưới chẹt các bạn, cửa cổng rồi có bảo vệ và tầng hầm có vẻ như hoàn thiện rồi, thì sẵn sàng chờ đi vào động các bạn. Đó, hẹn các bạn xem là chúng tôi mới cập nhật ngày 20 tháng 3 năm 2023. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật các công trình dự án ở khu trung tâm Sài Gòn cũng như bên khu đô thị mới Thủ Thiêm. Mời các bạn tiếp tục đón xem những video tiếp theo của chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã quan tâm. Xin chúc tất cả các bạn cùng gia đình cũng như bạn bè người thân luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và bình an. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.